Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay, tối thứ ba, ngày 8 tháng 8 có một số nội dung chính sau đây. Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 37. Tỉnh ủy thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn năm 2021-2025 thu hẹp dần sự chênh lệch về hạ tầng giao thông giữa khu vực nông thôn và thành thị. Sáng ngày 8 tháng 8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 37. Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đại biểu các ban xây dựng Đảng Trung ương theo dõi Cao Bằng, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị tiến hành công tác tổ chức cán bộ thông qua các dự thảo văn bản, dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn năm 2019-2024, báo cáo kết quả kiểm tra và dự thảo thông báo kết luận kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết số 117/NQ-TU ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn năm 2021-2025. Hội nghị cho ý kiến về tờ trình của Thành ủy Cao Bằng về việc xin chủ trương xây nhà văn hóa cộng đồng kết hợp gian thờ tưởng niệm tại xóm Đồng Trúc, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng. Phương án xây dựng hàng rào khép kín tại khu cảnh quan Thác Bản Dốc, dự thảo đề án cơ chế chính sách đặc thù phát triển khu du lịch Thác Bản Dốc. Với sự đồng thuận nhất trí cao, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các dự thảo, các văn bản và tờ trình. Sáng ngày 8 tháng 8, Ban Chấp hành Đảng Bộ Tỉnh tổ chức cuộc họp thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh nhấn mạnh việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược phải đảm bảo sự lãnh chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu theo quy định, đồng thời phải đảm bảo quy trình chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan để giới thiệu đưa vào quy hoạch những cán bộ thực sự tiêu biểu, có thành tích công tác nổi trội và triển vọng phát triển, đủ tiêu chuẩn, điều kiện đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị các đại biểu dự hội nghị đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan thảo luận và thống nhất lựa chọn giới thiệu các đồng chí có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có phẩm chất, năng lực, trình độ và triển vọng phát triển để đề nghị quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm việc bỏ phiếu tập trung, thống nhất cao, thực hiện bước quy trình theo quy định. Căn cứ kế hoạch của Bộ Chính trị về xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc thảo luận và thống nhất lựa chọn giới thiệu các nhân sự của tỉnh quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Với tinh thần đoàn kết, tập trung, dân chủ, các đại biểu có mặt tại hội nghị đã bỏ phiếu nhất trí cao giới thiệu các đồng chí quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Chiều ngày 8 tháng 8, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cho ý kiến về kết quả rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định bất cập, những vấn đề vướng mắc trong các văn bản pháp luật hiện hành. Tham dự có đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố. Qua rà soát, tỉnh gặp phải những vướng mắc bất cập về các văn bản luật thuộc các nhóm lĩnh vực
như đất đai, môi trường, xây dựng, khoáng sản, đầu tư, lâm nghiệp, văn hóa, tài chính, tư pháp, giáo dục đào tạo, xử lý vi phạm hành chính, ngân hàng tiền tệ và phòng cháy chữa cháy và lĩnh vực công thương. Ngoài ra có các vướng mắc liên quan về các dự án giao thông đường bộ qua nhiều địa phương, về chỉ tiêu sử dụng đất đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn - Trà Lĩnh - Cao Bằng. Một số nội dung liên quan đến thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng của các dự án đầu tư, công tác quy hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn năm 2021-2030 và các vướng mắc trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn năm 2021-2025. Từ những bất cập trong triển khai thực hiện, tỉnh đưa ra 99 kiến nghị thuộc 15 lĩnh vực. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cho ý kiến nhằm cụ thể hóa và làm rõ thêm các quy định cần sửa đổi bổ sung hoặc bãi bỏ các hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, tăng cường tính chủ động linh hoạt, tự chịu trách nhiệm của địa phương, cơ sở, giảm các tầng nấc trung gian, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, làm mất thời gian, tăng chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường giám sát, kiểm tra, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, không để tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, sợ sai, chống tiêu cực lãng phí, lợi ích nhóm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh khẳng định, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát đề xuất sửa đổi bổ sung các quy định bất cập, những vấn đề vướng mắc trong các luật hiện hành, tỉnh Cao Bằng đã nghiêm túc triển khai thực hiện rà soát toàn diện các quy định trong các luật, pháp lệnh hiện hành trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành địa phương để phát hiện, xác định cụ thể những quy định có mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn, kịp thời đề xuất phương án hiệu quả, khả thi để sửa đổi bổ sung bãi bỏ các quy định điều khoản cụ thể trong các luật. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp bách trong bối cảnh hiện nay, đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục có các ý kiến đề xuất cụ thể, đặc biệt lưu ý đến các ý kiến trong lĩnh vực môi trường đấu thầu, đầu tư, tài chính, các quy định thời gian lập, công tác thẩm định các dự án, vướng mắc ở điều khoản nào thì đề nghị sửa đổi ở điều khoản đó và đưa ra các căn cứ của luật, tránh trường hợp ý kiến chung chung, không rõ ràng. Các sở ngành theo từng nội dung lĩnh vực phụ trách tiếp tục phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, bổ sung tổng hợp đầy đủ các ý kiến hoàn thiện báo cáo, đảm bảo chất lượng, tiến độ, gửi Văn phòng Chính phủ theo thời gian quy định. Chiều ngày 8 tháng 8, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức họp trực tuyến ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ các tỉnh miền núi và Trung du Bắc Bộ. Đồng chí Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tại điểm cầu Cao Bằng tham dự có các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Tại cuộc họp, các địa phương đã báo cáo về tình hình thiên tai mưa lũ, sạt lở đất và công tác khắc phục hậu quả do thiên tai trong thời gian qua. Theo đó, trong những ngày vừa qua, khu vực Bắc Bộ đã xảy ra mưa lớn từ 150 đến 250 mm. Mưa lớn đã gây sạt lở đất, ngập lụt cục bộ, làm 2 người chết, sạt lở nhiều vị trí giao thông, thiệt hại nhiều nhà cửa, tài sản của người dân và công trình cơ sở hạ tầng. Trong bối cảnh liên tiếp có mưa, đất ở trạng thái bão hòa nước, nguy cơ rất cao xảy ra lũ cục bộ trên sông suối nhỏ, lũ quét, sạt lở đất đá, ngập úng tại vùng trũng thấp. Do đó, các địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm chủ động ứng phó khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Tham gia ý kiến tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cho biết, từ đầu tháng 8 đến nay, các địa phương trong tỉnh đã có mưa. Mưa kéo dài gây ra sạt lở đất đá trên các quốc lộ, đường tỉnh tại nhiều vị trí. Về thiệt hại, có một người bị thương nhẹ, 21 nhà dân bị sạt lở đất, hư hỏng và một số công trình cơ sở hạ tầng. Nhiều hecta lúa bị vùi lấp, ước giá trị thiệt hại 2,2 tỷ đồng. Tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, thực hiện rà soát khắc phục hậu quả thiên tai. Hiện nay, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp ngành thực hiện công tác trực ban nghiêm túc, theo dõi thông tin cảnh báo mưa lũ, rà soát các khu vực có nguy cơ về thiên tai, sơ tán hộ dân ở vị trí đang có nguy cơ về sạt lở đất.
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương cần thực hiện nghiêm túc công điện số 726 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ ở miền núi và Trung Du Bắc Bộ. Ban Chỉ huy các tỉnh theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời tới các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh, tổ chức trực ban nghiêm túc, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống. Khẩn trương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra rà soát các khu dân cư ven sông suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu, kiểm tra rà soát các hồ chứa, hồ đập xung yếu, tổ chức lực lượng kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đặc biệt là hệ thống thông tin cơ sở để người dân chủ động phòng tránh thiên tai, giảm thiểu thiệt hại. Ngày 8 tháng 8, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tổ chức hội thảo tư vấn phản biện kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Cao Bằng giai đoạn năm 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Tham dự có lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố. Dự thảo kế hoạch phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Cao Bằng giai đoạn năm 2023-2025, định hướng đến năm 2030 đã được Sở Khoa học Công nghệ xây dựng công phu đúng chủ trương của Trung ương, của tỉnh ủy và đúng quy định của pháp luật với 26 trang dự thảo. Dự thảo kế hoạch nhằm phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả của khoa học công nghệ và đổi mới nhằm phát triển sáng tạo trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng Cao Bằng phát triển nhanh và bền vững, nâng cao trình độ, năng lực khoa học công nghệ của tỉnh. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận góp ý về tiêu đề và bố cục của dự thảo, đưa ra nhận định, đánh giá về sự cần thiết, cơ sở pháp lý về xây dựng kế hoạch, đồng thời xem xét, phân tích thực trạng, một số mục tiêu chưa đạt tính khả thi, làm rõ bổ sung vào kế hoạch các sản phẩm dịch vụ chủ lực, đặc trưng, đặc hữu, tiêu biểu của địa phương, xem xét về quan điểm định hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tính toán cụ thể kinh phí tổ chức thực hiện, đề xuất các giải pháp, khuyến nghị để đảm bảo tính khả thi của kế hoạch. Với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết, các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý là cơ sở để cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn chỉnh nội dung kế hoạch phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Cao Bằng giai đoạn năm 2023-2025, định hướng đến năm 2023, nâng cao tính khả thi. Trên cơ sở khoa học thực tiễn, để sau khi kế hoạch được phê duyệt đưa vào thực tiễn, sẽ mở ra cơ hội không gian phát triển mới, khai thông và tận dụng tối đa các nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, gắn với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ngày 8 tháng 8, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đến kiểm tra tình hình thực hiện sản phẩm OCOP năm 2023 tại huyện Bảo Lâm. Năm 2023, huyện Bảo Lâm có 5 sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP, gồm sản phẩm dầu hồi tại xóm Khao Nình, xã Thái Học, dầu sở của hợp tác xã Quang Phong, xóm Cốc Phung, xã Đức Hạnh, bún ngô, xóm Tổng Hoàng, xã Quảng Lâm, sản phẩm khẩu hom tại xóm Bản Vàng và một sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng lại sản phẩm là dầu hồi tại xã Lý Bôn. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân huyện đang tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn các chủ thể phát triển các sản phẩm đáp ứng các tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP giai đoạn năm 2021-2025 và hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện thủ tục đăng ký mã vạch, thiết kế bao bì, nhãn mác của sản phẩm. Kết luận buổi làm việc, đoàn giám sát đề nghị huyện Bảo Lâm cần có các giải pháp đồng bộ để khắc phục những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện các sản phẩm OCOP, những đề xuất kiến nghị của huyện, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở có sản phẩm OCOP được đoàn tổng hợp báo cáo các cấp có thẩm quyền để có hướng chỉ đạo thực hiện chương trình một cách hiệu quả, thiết thực. Sáng ngày 8 tháng 8, Cục Hải quan tỉnh phối hợp vụ thanh tra, kiểm tra, Tổng cục Hải quan tổ chức lớp tập huấn trực tuyến cho gần 150 cán bộ công chức tại 6 điểm cầu, chi cục cửa khẩu hải quan,
thuộc Cục Hải quan tỉnh về kiểm tra công vụ và xử lý vi phạm đối với công chức, viên chức ngành hải quan. Tại lớp tập huấn, các học viên được nghiên cứu quy chế kiểm tra công vụ và xử lý vi phạm đối với công chức, viên chức ngành hải quan. Quy chế nêu rõ các hành vi vi phạm hoặc vi phạm pháp luật khác khi thi hành công vụ của công chức, viên chức hải quan thì bị xem xét xử lý, bao gồm các hành vi vi phạm, chấp hành kỷ cương, kỷ luật, công tác lãnh đạo, quản lý điều hành và công tác tổ chức cán bộ, giám sát quản lý về hải quan, thuế xuất nhập khẩu, kiểm soát hải quan và điều tra chống buôn lậu, thanh tra, kiểm tra sau thông quan, quản lý rủi ro, kiểm định hải quan, công nghệ thông tin, văn phòng, tài vụ quản trị và vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và trong lĩnh vực hệ thống thông tin quản lý vi phạm hải quan. Ngày 8 tháng 8, Chi cục Thuế thành phố Cao Bằng tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cho cán bộ công chức của đơn vị. Tại lớp tập huấn, các học viên được giới thiệu về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo thông tư 78 của Bộ Tài chính, đối tượng sử dụng, cơ sở pháp lý và quy trình hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Chính sách hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định luật quản lý thuế số 38 và nghị định số 123, nghị định số 41 hướng dẫn cách kiểm tra sổ sách kế toán theo thông tư số 88 của Bộ Tài chính và cách kiểm tra hóa đơn điện tử xuất ra. Việc áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền không chỉ tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đồng thời tăng cường các biện pháp để quản lý doanh thu trong lĩnh vực bán lẻ trực tiếp đến người tiêu dùng, từ đó góp phần chống thất thu thuế và bảo vệ quyền lợi tiêu dùng của người mua hàng. Ngày 8 tháng 8, Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức khai giảng lớp tập huấn các thông tư quy định về công tác đăng ký xe cho 57 cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phòng cảnh sát giao thông, công an các huyện, thành phố, công an xã được phân cấp quản lý phương tiện. Trong thời gian 5 ngày, từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 12 tháng 8, các học viên được quán triệt các nội dung về đăng ký xe tại thông tư số 24 và thông tư 25 của Bộ Công an có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 tới đây. Theo đó, các học viên tập huấn về quy trình đăng ký xe trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an, đăng ký cấp biển số định danh, đăng ký biển trùng đấu giá, trách nhiệm của cơ quan đăng ký xe, cán bộ đăng ký xe, cấp quản lý sử dụng tài khoản đăng ký xe. Bên cạnh đó, các học viên cũng được hướng dẫn sử dụng thành thạo phần mềm hệ thống đăng ký, quản lý xe và thực hành trực tuyến trên máy tính. Thông qua lớp tập huấn nhằm quán triệt cho công an các đơn vị địa phương và cán bộ chiến sĩ nắm vững thực hiện nghiêm túc các quy định quy trình nghiệp vụ cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến công tác đăng ký xe. Đồng thời, nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong công tác đăng ký xe, phòng ngừa sai phạm và tiêu cực trong công tác đăng ký quản lý phương tiện, đổi mới về phương pháp cách thức tổ chức thực hiện, áp dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý, đảm bảo thống nhất thực hiện công tác đăng ký xe từ tỉnh đến cơ sở theo phân công, phân cấp. Qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm tinh thần phục vụ nhân dân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, lĩnh vực đăng ký xe đạt hiệu quả. Kết thúc lớp tập huấn, ban tổ chức sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá kết quả và đề nghị Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cấp giấy chứng nhận sử dụng phần mềm đăng ký xe cho cán bộ chiến sĩ tham gia tập huấn đủ điều kiện. Sáng ngày 8 tháng 8, phường Tân Giang đã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Đây là đơn vị được Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gọi tắt là Ban chỉ đạo 138, lựa chọn tổ chức điểm. Dự ngày hội có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh. Tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2023 và 18 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 19 tháng 8 năm 2005, 19 tháng 8 năm 2023. Trong 8 tháng đầu năm 2023, phường Tân Giang đã tăng cường củng cố xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng các mô hình khu dân cư bình yên, gia đình hạnh phúc của hội nông dân, tuyến đường thanh niên tự quản của đoàn thanh niên
tổ tự quản trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, tổ tuần tra nhân dân. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ, công an phường đã tổ chức các buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng chống mua bán người và các phương thức thủ đoạn của tội phạm cho nhân dân. Phát hiện bắt giữ 7 vụ trên 7 đối tượng tội phạm về ma túy, tiếp nhận trên 60 tin báo do quần chúng nhân dân cung cấp liên quan đến an ninh trật tự. Trong đó 46 tin có giá trị phục vụ các yêu cầu nghiệp vụ điều tra, khám phá tội phạm. Tại ngày hội, phường Tân Giang đã phát động phong trào thi đua Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, đồng thời tổ chức ký giao ước thi đua giữa các tổ dân phố trên địa bàn. Sáng ngày 8 tháng 8, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Cao Bằng tổ chức chương trình tọa đàm kỷ niệm 62 năm ngày thảm họa da cam Việt Nam. Tham dự có đại diện thường trực Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Cao Bằng, lãnh đạo thành phố và 11 phường xã cùng các hội viên Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố. Buổi tọa đàm đã ôn lại truyền thống 62 năm ngày thảm họa da cam và khẳng định nỗi đau da cam là một nỗi đau không của riêng ai. Đó là nỗi đau của cả dân tộc, của nhân loại tiến bộ. Những năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm chỉ đạo các cấp chính quyền và toàn xã hội hãy luôn hành động để hỗ trợ giúp đỡ, sẻ chia với các nạn nhân da cam bằng những việc làm thiết thực nhằm giúp họ vượt qua khó khăn để sớm hòa nhập với cộng đồng. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố có tổng số 390 hội viên, trong đó có 120 hội viên đang hưởng các chế độ chính sách ưu đãi của nhà nước. Từ đầu năm 2022 đến nay, hội đã quan tâm chăm lo đời sống của các hội viên và các nạn nhân bằng các hoạt động thiết thực như phối hợp với các cơ quan đơn vị thăm và tặng quà các dịp lễ Tết, ốm đau và tổ chức cho các nạn nhân và hội viên khám sức khỏe tại Hà Nội được 101 người. Nhân dịp này, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh và thành phố đã trao tặng 17 suất quà cho các đối tượng làm nạn nhân, hội viên tiêu biểu và người thân của nạn nhân với tổng trị giá quà trên 8,5 triệu đồng. Chiều ngày 7 tháng 8, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Hòa tổ chức hội nghị lần thứ 39. Hội nghị đã xem xét và thông qua 6 tờ trình, gồm tờ trình về dự thảo chương trình kiểm tra giám sát của huyện ủy năm 2023, tờ trình về dự thảo báo cáo tự kiểm tra việc lãnh chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng và đổi mới cơ chế chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Tờ trình về kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 22 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Tờ trình về ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an huyện với Đảng ủy các xã thị trấn trực thuộc huyện ủy. Tờ trình của Hội đồng Nhân dân huyện về việc thành lập đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đi học tập trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của Hội đồng Nhân dân tại tỉnh Lâm Đồng và tờ trình của Văn phòng Huyện ủy về kế hoạch đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân xóm Bản Buống, Nà Sao, Khuổi Rung, xã Bế Văn Đàn. Ngày 8 tháng 8, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Hòa An đã đến tiếp xúc cử tri các xã Hồng Nam, Dân Chủ và Bạch Đằng sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Hòa An đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, thông báo kết quả thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và tình hình hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện, kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri và nội dung các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân huyện. Cử tri các xã kiến nghị, nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các tuyến mương thủy lợi, xây dựng trạm bơm một số xóm để đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, tu sửa, mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn, các xóm Lũng Tao, Hoàng Súm, Tân Cường, xã Dân Chủ, hỗ trợ thêm nguồn vốn đổ bê tông từ Nào Hoàng thuộc xóm Mỏ Sắt, xã Dân Chủ lên xóm Cao Sơn, xây dựng trạm phát sóng điện thoại tại các cụm xóm trên địa bàn xã Dân Chủ, hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo. Đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Hòa An, lãnh đạo các xã đã tiếp thu giải trình những ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, đêm ngày 6 và rạng sáng ngày 7 tháng 8 trên địa bàn xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm
đã xảy ra mưa to gây lũ quét, làm sạt lở đất, ảnh hưởng đến một số công trình giao thông, nhà và hoa màu của nhân dân. Theo báo cáo của xã Nam Cao, mưa to đã gây sạt lở một lượng lớn đất đá tại một số đoạn trên tuyến đường liên xã và liên xóm, bao gồm tuyến đường xã Nam Quang, Nam Cao với chiều dài 25m, chiều rộng 15m, nguy cơ gây nứt cống thoát nước tại tuyến đường. Tuyến đường Phe Cọ, Bản Cao, Nà Mon bị bong chóc mặt đường, sạt lở đất đá xuống mặt đường khoảng 25m khối. Tại đầu cầu cứng, xóm Bản Cao, nước sói làm sạt lở chân cầu cứng dài 15m, rộng 9m, cao 7m, nguy cơ làm hỏng cầu. Tuyến đường Phe Cọ, Bản Bung, Phe Cò bị bong chóc mặt đường khoảng 2,5 km gây tắc đường, xe cộ không thể lưu thông qua lại. Có 4 nhà dân bị ảnh hưởng do sạt lở đất, một số khu vực đất đá tràn xuống ruộng gây thiệt hại lúa, hoa màu, cuốn trôi thủy sản. Hiện nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ khắc phục các hộ, gia đình bị thiệt hại và di rời hộ dân ra ở vị trí an toàn về người và tài sản. Chủ động ứng phó với mưa lớn trên địa bàn xã, tiếp tục trực 24/24 giờ, nắm tình hình thiên tai để có biện pháp ứng phó, báo cáo với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện để có phương án xử lý khắc phục kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 59 về đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn năm 2021-2025 được thông qua tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện đề án, nhiều tuyến đường xã, thôn xóm, đường nội đồng đã được đầu tư mở mới hoặc cải tạo nâng cấp, từng bước thu hẹp dần sự chênh lệch về hạ tầng giao thông giữa khu vực nông thôn và thành thị. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đề án cũng gặp phải những khó khăn, đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương chung tay tháo gỡ. Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường liên xóm Nà Van, Lũng Tiến là một trong hai công trình thực hiện theo cơ chế đặc thù của chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, được phân cấp cho Ủy ban Nhân dân xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc làm chủ đầu tư trong năm 2022 và 2023. Khác với trước đây, khi thực hiện các dự án giao thông do tỉnh hoặc huyện làm chủ đầu tư, xã chỉ phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng, thì nay mọi thủ tục, trình tự, công việc xã đều phải chủ động triển khai. Do là nhiệm vụ mới nên trong quá trình triển khai không tránh khỏi những khó khăn vướng mắc, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến chuyên ngành. Chính những khó khăn này đã gây ra sự lúng túng trong triển khai ở cơ sở. Gặp một số khó khăn về cái cơ chế đặc thù. Lý do là vì cái văn bản cũng rất là nhiều, do vậy là xã cũng về cái một số cái năng lực của các đồng chí cán bộ cũng chưa được tốt lắm. Với cái cơ chế đặc thù này thì người dân được tham gia vào trong cái quá trình để thiết kế cũng như là cùng nhau vào cuộc là tham gia ý kiến là làm như thế nào, là do người dân đồng thuận để làm, là không như các cái chương trình khác là các nhà thiết kế vào để mà thực hiện. Cái nữa là do nhân dân, tổ cộng đồng của xóm tự thực hiện, do vậy là cái chất lượng của công trình là được đảm bảo, tại vì dân họ làm và họ tự đi. Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025 được thực hiện theo cơ chế huy động nguồn vốn ngân sách địa phương và các chương trình mục tiêu quốc gia. Đến nay, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện, toàn tỉnh đã mở mới 269 tuyến đường với tổng chiều dài 241,53 km, cải tạo sửa chữa 835 tuyến đường với tổng chiều dài 758,86 km, xây mới và sửa chữa 19 cây cầu dân sinh. Cụ thể, đường huyện đã đầu tư xây dựng mới và cải tạo được trên 181 km, đường xã 523,2 km, đường thôn xóm 296,1 km với tổng kinh phí đầu tư trên 1.800 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 8,4 tỷ đồng và trên 113.300 ngày công lao động. Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực và đáng ghi nhận, nhưng so với kế hoạch của đề án, tỷ lệ thực hiện các mục tiêu đạt ở mức thấp. Ngoài chỉ tiêu đường xã đạt 86,25% kế hoạch thì các chỉ tiêu khác đều chỉ đạt từ 29 đến 38%. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện thì cái đề án giao thông nông thôn này thì cũng gặp phải những cái khó khăn nhất định. Ví dụ như là cái thời gian giao vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia là bị chậm so với cái thời gian tổ chức thực hiện theo kế hoạch đầu tư công. Cái thứ hai nữa là
trong quá trình thực hiện thì một số công trình bị vướng vào cái quy hoạch rừng thì cũng phải mất thời gian để tháo gỡ. Cái thứ ba nữa là khi mà mới triển khai thực hiện thì một số địa phương, đặc biệt là các xã thì cũng lúng túng trong quá trình thực hiện các cái thủ tục hồ sơ, đặc biệt là cái lập dự toán đối với các cái vật liệu đầu vào như là cát, đá. Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 thông qua đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh với quan điểm phát triển giao thông nông thôn phù hợp với chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh phù hợp với các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu đến năm 2025, ít nhất 85% chiều dài các tuyến đường huyện, đường xã được nhựa hóa, bê tông hóa mặt đường, 100% xã có đường đến trung tâm xã được nhựa hóa, bê tông hóa, đảm bảo đi lại được 4 mùa. Ít nhất 85% đường ngõ xóm được cứng hóa, xây dựng 50 cầu dân sinh. 100% số km đường giao thông nông thôn đã được đầu tư hoàn chỉnh, được tổ chức quản lý, bảo trì theo quy định để duy trì tốt nhất khả năng khai thác của tuyến đường. Để đạt được những mục tiêu này, với vai trò là cơ quan tham mưu cho tỉnh triển khai đề án, thời gian tới Sở Giao thông Vận tải Cao Bằng đề ra những giải pháp phù hợp nhằm giải quyết kịp thời những vướng mắc tại cơ sở. Sau khi kết thúc cái đợt kiểm tra của năm 2023 thì sẽ tổng hợp báo cáo các cái khó khăn vướng mắc của tất cả các huyện trong khâu tổ chức thực hiện để báo cáo Ủy ban Nhân tỉnh và tham mưu một số cái hướng giải quyết thuộc thẩm quyền của chúng tôi. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng mong muốn là các huyện sẽ tổ chức tập huấn cho các xã được giao làm chủ đầu tư thì phải thực hiện tốt công nữa, tốt hơn nữa cái công tác thực hiện thủ tục đầu tư và quá trình quản lý chất lượng công trình. Và chúng tôi cũng sẵn sàng phối hợp với các huyện để tổ chức các cái cuộc tập huấn này đối với cấp xã, bởi vì là cấp xã là cái cấp rất quan trọng trong cái khâu tổ chức thực hiện. Với đặc thù là tỉnh miền núi, địa hình của hầu hết các địa phương trong tỉnh bị chia cắt mạnh. Việc nâng cấp mạng lưới giao thông nông thôn vẫn đang là yêu cầu bức thiết hiện nay. Nghị quyết số 59 của Hội đồng Nhân dân đã mở đường cho một phong trào lớn về phát triển giao thông nông thôn, một chủ trương hợp với ý đảng, thuận với lòng dân. Với sự quyết tâm, đồng lòng khắc phục khó khăn, hệ thống giao thông nông thôn ngày càng được hoàn thiện, sẽ tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại và phục vụ tốt cho nhu cầu sản xuất, đồng thời góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.